để cho cái độ hiệu quả nó tuyệt đối thì chúng ta phải chú trọng hai bước. Đầu tiên đó chính là xịt diệt mầm trước khi xuống giống. Chúng ta sẽ sử dụng hai loại thuốc, đó là chào mọi người, Nam mới vừa đi thăm bắp xong đó mọi người. Thì nhân tiện thấy cái ruộng của mấy anh của Nam á, làm nó khá là sạch cỏ luôn á. Thì Nam muốn chia sẻ lại cái cách quản lý cỏ ở trên cái ruộng bắp của mình để đến với mọi người, nếu mà ai mà mình có thể chưa biết hoặc là mình tìm hiểu, mình tham khảo thêm về những cái cách làm mới ha mọi người. Rồi thì mọi người nhìn nè, chừng các clip đó mọi người thấy nó rất là sạch, cái lượng cỏ nó nhỏ, nó không có đáng kể nha mọi người. Lúc này cây bắp nó đã lớn lắm mà. Rồi cây cỏ trên đồng ruộng á, nếu mà chúng ta xử lý tốt á, ngoài việc mà nó đảm bảo cho cái cây trồng chúng ta nó hấp thụ được nhiều dinh dưỡng, ít bị cạnh tranh đó, thì nó còn giúp cho cái việc mà quản lý sâu bệnh nè và cái côn trùng đó, cũng như là chuột đó mọi người, nó hạn chế được rất là nhiều. Chứ nếu mà cỏ tầm quá, chuột nó trú ẩn á, thì khi bắp có trái nó lên nó cắn nó phá đó thì rất là thiệt hại nha mọi người. Rồi thì Nam mời mọi người á, mình cùng tham khảo cái cách xử lý của các anh ở đây để chúng ta quản lý cỏ được tốt hơn nha mọi người. Mình cùng đi vào phần nội dung chính nha mọi người. Thì để cho cái độ hiệu quả nó tuyệt đối thì chúng ta phải chú trọng hai bước. Đầu tiên đó chính là xịt diệt mầm trước khi xuống giống. Chúng ta sẽ sử dụng hai loại thuốc, đó là Duan cộng Romta. Nam sẽ để tên thuốc nó ở đây để mọi người tham khảo. Đó, chúng ta sẽ xịt trước khi xuống giống 2 ngày. Xong, sau khi xuống giống 16 đến 17 ngày sau, chúng ta sẽ sử dụng hai loại thuốc, đó là Detrux cộng với Mizin. Và cái liều lượng Nam tham khảo ở đây mọi người hay sử dụng nhất mà nó hiệu quả nhất đó, đó chính là Detrux 150ml và Mizin dạng bột là 150g nha mọi người. Hai loại thuốc này trộn với nhau, xịt cho một bình 25 lít, thì chúng ta xịt phủ lên trên cây trồng luôn đó. Cử đó là một liều quyết định luôn nha mọi người. Rồi thì sau khi chúng ta xịt một liều quyết định cái khoảng 16-17 ngày đó là tương đối là ok rồi. Nếu mà trời không mưa thì cái lượng cỏ sẽ chết rất là đẹp. Rồi thì Nam sẽ lưu ý với mọi người một số cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng như sau ha. Một, đó chính là cái khi mà chúng ta phun thì đất nó phải đủ cái độ ẩm, đủ độ ẩm thì nó mới hiệu quả nha mọi người. Thứ hai nữa là chúng ta khi mà phun thuốc cỏ trên cây bắp mình á, thì chúng ta chỉ sử dụng thuốc cỏ thôi, đừng trộn thêm thuốc sâu hay thuốc bệnh, thuốc dưỡng gì vô hết, chỉ sử dụng thuốc cỏ. Để chi? Nó sẽ mang cái tính hiệu quả cao nhất đó mọi người. Thì thay vì chúng ta sử dụng những cái cách làm thủ công là đi làm cỏ ở trên ruộng vậy đó, thì nó sẽ mất nhiều thời gian, công sức cũng như là cái chi phí nha mọi người. Thì Nam đã chia sẻ cái cách làm của những anh nông dân ở đây đã làm việc với Nam rất là lâu rồi, thì qua nhiều vụ đó mấy anh làm rất hiệu quả. Nam mong rằng những cái chia sẻ của mình đó sẽ giúp cho mọi người quản lý cỏ trên cái ruộng của mình nó tốt hơn nha mọi người. Rồi thì mời mọi người mình nhìn lại với Nam ở trên cái ruộng nè. Đây, cùng đi sâu vào đây tí xíu ha, mình xem. Đấy, sạch cỏ lắm nha mọi người, còn cái cây thì nó lực như vậy nè. À, mọi người thấy không? Rồi Nam cũng xin kết thúc video ở đây. Mong rằng là chia sẻ của Nam sẽ giúp được cho mọi người trong cái việc mình làm đồng ruộng và quản lý cỏ tốt hơn nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng với Nam.